Cú xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là Cú sẽ quay cho các bạn xem một con ạc top ở server 556 là gà 2020 nha các bạn. Thì server này vừa ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thì đến nay đã là được 29 ngày rồi các bạn. Thì đây là một con ạc level 33 mà những video trước Cú đã từng quay cho các bạn đó. Thì hiện tại là nó đã lên 70k lực chiến rồi nha các bạn, rất là đẹp luôn. Thì các bạn nhìn số xu đi, nó đang hiện lên là 225.000 xu. Thì hiện tại là hôm nay là thứ tư, nhưng mà chắc có lẽ Cú quay cái video này vào buổi chiều, cho nên là chắc có thể là ngày hôm sau thì Cú mới up cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ là Cú sẽ nhận full móc ngày thứ tư cho các bạn xem, thì vừa nạp xong cho bạn ấy. Đây các bạn, đây là móc tích lũy nha. Móc tích lũy này thì Cú nói luôn cho những bạn chưa biết, đó chính là khi mà các bạn nạp đủ 5.000 xu, đó chính là 500k, thì các bạn sẽ được nhận từ trên xuống dưới luôn. Các bạn có thể là nạp từ móc, tức là các bạn có thể nạp 20, 50, 100 gì đó thì nó sẽ cộng dồn lại. Miễn các bạn đủ 500, đủ 5.000 xu, 4.999 xu thì các bạn sẽ nhận được full móc này. Thì hôm nay là bạn ấy nhờ Cú nạp full luôn các bạn. Đây là từ 50k, 100, 200, 500 và đến 1 triệu luôn các bạn. Thì bây giờ là Cú sẽ nhận từ trên xuống dưới đây. Bây giờ thì phải chụp lại để một lát BR. Tại vì hôm nay cũng khá là nhiều bạn nạp ở bên Cú, nhưng mà do là mệnh giá thì chỉ dưới 1 triệu thôi nên là in được đó các bạn. Cho nên là hầu như thì Cú không có xin ảnh của các bạn ấy. Chỉ có ạc này làm được vào quay cho nên là Cú mới vào quay cho các bạn xem. Thì khi các bạn nạp 1 triệu thì các bạn sẽ nhận được là một cái Venus cộng 4 và một cái hạnh phúc cộng 4 nha các bạn. 10 cao su tặng thêm và kèm theo đó là hai cái nhẫn kim cương cộng 1 và 3 viên khảm 10, cũng như là 10 viên đá chúc phúc 3 level 3. Thì các bạn nếu như nạp thứ tư thì các bạn nhận rất là nhiều. Đây, khi nãy là chúng ta nhận một lần ở trên là nạp tích lũy. Ở đây là nhận quà ngày thứ tư, quà nạp mỗi ngày nữa các bạn. Cái móc 200 thì các bạn sẽ được rất là nhiều. Kể cả hôm nay thì Cú nạp móc tích lũy luôn cho bạn ấy luôn. Khá là nhiều vật phẩm ở ngoài ngoài thư rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta còn khá là nhiều luôn. Kẻo ăn lộn đổi quà nữa các bạn. Thì bây giờ là Cú đã nhận xong full móc ngày thứ tư rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào sắp xếp túi lại một cái các bạn. Rồi sau đó thì chúng ta mới tăng đá khảm lên. Bây giờ thì Cú sẽ hợp thành vào cái này luôn. Thì mai mốt chắc có lẽ là cũng gần đủ cho các bạn lên một cái Venus 6 rồi đấy. Ạc này thì Cú đã show cho các bạn ở những cái video trước rồi, cho nên là bây giờ là Cú sẽ không có show cho các bạn xem nữa. Chỉ show lại sơ sơ thôi nhé các bạn. Thì ở đây là chúng ta có rất là nhiều xu luôn. Thì bây giờ là đã lên được là 250.000 xu rồi. Bây giờ thì các bạn đợi Cú một tí xíu nha. Cú sẽ bán bớt một số đồ để cho có cái gương để chúng ta nhận nhận đồ về đó các bạn. Thì có nhiều bạn là comment vào video của Cú, đó chính là làm video thì các bạn góp ý với mình là nên tắt mét đi, tắt cái thông báo của Facebook kèm với Zalo. Nhưng mà mình
Mình cũng đã cố gắng hết sức là mình sẽ không rep tin nhắn trong lúc là quay video cho các bạn xem. Còn nếu như mà tắt thông báo thì chắc là Cú không có làm được các bạn. Tại vì hàng ngày mình phải để cái thông báo đó, khi mà khách nhắn tin tới thì Cú sẽ nhận được ngay. Để mà chúng ta giao dịch thì khách yêu cầu là phải nhanh gọn lẹ. Đó cũng là một cái mà Cú được anh em ủng hộ rất là nhiều. Đó chính là các bạn chỉ cần inbox thôi là Cú sẽ trả lời. Còn nếu như mà không trả lời thì các bạn có thể là gọi trực tiếp vào số điện thoại. Cho nên là cái yêu cầu, cái góp ý của các bạn thì Cú xin tiếp nhận. Có lẽ là chắc sắp tới Cú sẽ mua thêm một cái điện thoại khác để làm video riêng. Và ở cái điện thoại đó thì không có mắt Facebook hay là Zalo nhé các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây để lên đá khảm. Thì hiện tại là chỉ được một viên 12 thôi các bạn. Hôm nay là chúng ta sẽ lên được viên đỏ 12. Thôi xong lại tiếp tục bị nhầm nữa rồi. Để cứ xem coi còn viên nào không. Gần gần không à các bạn. Nó bị hầu như là bị thiếu. Hôm nay thì chúng ta lên được 2 viên. Viên đá xanh thì cũng bị thiếu một viên. Viên đá thủ và nhanh nhẹn thì mỗi thứ chúng ta thiếu một viên level 10 nhé các bạn. Thì bây giờ là đã được 3 viên khảm cộng 12 rồi. Để cứ xem kỹ lại xem còn không các bạn. Mấy cái này thì không có nhận được, để bạn ấy nhận. Thì bây giờ là chúng ta đã được 70.600 lịch chiến thôi các bạn. Số xu thì đã tăng lên là 12k rồi. Thì bây giờ là vào bet đi. Con bet thì chỉ đột phá level 19 thôi. Cũng còn khá là yếu, nhưng mà hạt này thì xu khá là nhiều luôn các bạn. Khí hồn thì cũng đã lên rồi. Thì hôm nay là chúng ta có sự kiện là dùng đá cường hóa đây các bạn. Thì bạn ấy chưa có dùng cho nên là bắt đầu Cú sẽ cường hóa cây pháo đi. Để xem bạn ấy có cường hóa cây gì chưa. Thì hôm nay là chúng ta sẽ làm một cái video cường hóa về cây vũ khí pháo này nha. Chứ hết cái gì để làm rồi. Còn rất là nhiều đá cường hóa nhưng mà bị hết bùa các bạn. Thì bây giờ là chúng ta chỉ còn 13 cao su khóa thôi. Nhưng mà super đó thì super tiêu chưa có hết hạn cho nên là chắc Cú sẽ không có đụng vào đâu các bạn. Thì mình sẽ hỏi ý kiến sau nhé. Thì để xem bạn ấy có ao chọn chưa. Vẫn chưa luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào để không còn gì để làm luôn rồi các bạn. Mảnh super thì Cú cũng sẽ để cho bạn ấy làm thôi. Thì hầu như là cái con hạt này hôm nay thì không có gì để làm cho các bạn xem rồi. Cú chủ yếu là cho các bạn xem một con hạt nạp full móc thì chúng ta sẽ nhận được cái gì thôi. Thì nhận là khá là nhiều đồ luôn nhé các bạn. Thì nếu bạn nào cần nạp móc kênh Nimobi thì các bạn cứ liên hệ Cú qua số điện thoại hay là Zalo ở dưới phần miêu tả của mỗi video nhé. Thì với bạn nào cần tìm ạc Gunny Mobi luôn, các bạn muốn mua thì cứ liên hệ Cú. Và đặc biệt thì Cú chỉ giao dịch qua Momo và ATM, Cú không nhận thẻ cào nhé.
Thì bây giờ là Cú chắc sẽ kết thúc video tại đây thôi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Cú, và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình để những cái video sau các bạn sẽ xem con ạt này tiêu xu vào cái gì và lên những gì tiếp theo nhé các bạn. Thì hôm nay là chúng ta chỉ đủ lên được có 2 viên khảm 12 nữa thôi, cho nên là khá là cũng không có gì đặc biệt cả. Thì bây giờ Cú xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở video sau nhé. Xin chào mọi người.